chào mọi người. Khả Như và Hoàng Đăng Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải Nam Media thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng Green. Yeah. Chắc chắn là ngày hôm nay đội trưởng cũng như các cặp chơi cũng rất là dễ thương. Em thấy rồi, em thấy rồi. Anh chưa thấy, anh chưa biết ai luôn. Hôm nay hứa hẹn một cái trận bùng nổ. Thôi bây giờ em thử em giới thiệu ra coi anh có quen ai không nha. Nhiều khi anh gặp người cũ. Thử. Đúng rồi. Đầu tiên xin được phép trân trọng giới thiệu diễn viên Hải Triều, ca sĩ Trịnh Thanh Minh. Trời ơi, người quen tôi luôn, người quen luôn, hay quá. Diễn viên Steven Nguyễn. Quang đi đâu vậy? Nấp đi, tôi hiểu lý do tại sao biên tập giấu rồi. Tại sao? Né ra, Hải Triều né ra, Trịnh Thanh Minh né ra. Anh ấy được mệnh danh là con trai của thần chết đó. Anh Quang, cái đó là Bi Long, còn này là Steven Nguyễn mà. Anh bình tĩnh đi. Tôi không tin đâu, đâu có ai sống mà đứng gần bạn đâu. Thôi thôi anh Hoàng ơi, anh MC mà anh xấu nết quá thiệt á. Trời ơi, còn một vợ ba đứa con ở nhà nữa. Không, anh làm như vậy sai rồi. Xin mời ba đội trưởng về vị trí. Như vậy chúng ta đã biết được chân dung của ba đội trưởng tài năng nổi tiếng. Quá tài năng rồi. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của từng cặp chơi. Cặp đầu tiên xin mời. Chào Sang. Dạ, chào anh Hoàng. Dạ, đây là Hoàng Sang, vận động viên bóng chuyền đó mọi người, hàng chi cao. Chào Nhi. Dạ, bạn chị là người mẫu ha. Đứng gần gần xíu nói chuyện cho thân mật nè. Có gì đâu gần, có gì đâu, phải tạo khoảng cách xa lạ chứ. Hai bạn rất là xứng đôi vừa lứa nghe. Dạ, cảm ơn em. Quá, wow, đã có chủ. Bông đã có chậu. À, bông đã có chậu. Xin mời bông và chậu, về chậu. Xin mời ạ. Xin mời cặp đôi tiếp theo. Đẹp quá, ăn ý quá, còn chơi đồ cặp nữa chứ. Dễ thương. Gầy hoa giao lưu cho giao lắm thủ tục đi. Lê Minh ơi, Chế Hôn ơi, sao bữa nay mặc đồ cặp với nhau mà mối quan hệ như thế nào mà mặc đồ cặp vậy? Dạ, tại thích à. Thích hả? Hả? Sao thấy nó ngượng ngùng của Minh vậy? Hả Minh? Gì? Giấu hả? Dạ không. Hai bạn chơi với nhau được bao năm rồi? Dạ tụi em chơi với nhau gần một năm. Gần một năm rồi ha. Khá hiểu ý nhau rồi đúng không ạ? Còn đã quên hỏi cặp bên đây yêu nhau lâu. Bây giờ hỏi liền nè. Hỏi luôn. Hoàng Sang với Dung Nhi, hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi? Dạ hai tụi em là yêu nhau được 5 năm và đã về chung một nhà được 2 năm rồi á chị. Dạ như vậy là hy vọng là với tình cảm đặc biệt của vợ chồng nè, hay là tình bạn đồng nghiệp với nhau sẽ giúp cho các bạn ăn ý với nhau. Ủa anh, nãy giờ em quên luôn cặp còn kia. Cặp số 3 nữa. Trời ơi thiệt á, có lỗi ghê. Dạ tại vì cặp số 3 cũng là người thương người thân của tụi em đó mọi người ơi. Dạ vâng ạ. Xin mời sự xuất hiện của cặp cuối cùng. Kính thưa quý vị, đây là một gương mặt rất quen thuộc trên sóng truyền hình. Đó chính là anh Thành Tuấn. Anh Tuấn giới thiệu đôi nét về gia đình của mình đi. Sao? Xin mời bảo mẫu. Đó. Đây giới thiệu với anh baby sister của chương trình. Rồi xin mời anh giới thiệu về bà xã. Mình là Thanh Tuấn. Dạ. Còn vợ của mình là. Dạ chào mọi người. Dạ chào ba anh chị. Dạ, ba anh chị. Thôi người ta nói đúng chị luôn. Thôi người ta nói đúng. Sao? Dạ em là Ái Nữ, là vợ của anh Thanh Tuấn. Dạ. Xin mời gia đình mình về chỗ trả con cho chị. Trời ơi vui quá. Hay quá. Rồi xin mời gia đình anh Tuấn và chị nữ sẽ về vị trí của mình. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Phần ghép đội, ba cặp người chơi sẽ được xem một hình ảnh trên màn hình và có 20 giây để ghi nhớ. Cặp nào ghép đúng và có thời gian hoàn thành nhanh nhất sẽ được quyền chọn đội trưởng đầu tiên và được 50 điểm. Cặp hoàn thành thứ nhì sẽ được chọn đội trưởng tiếp theo và có 40 điểm. Cặp hoàn thành sau cùng chọn đội trưởng còn lại và có 30 điểm. Và bây giờ các bạn quan sát kỹ nha, nhớ nha, chiến thuật đồ nha. Rồi, ba đội trưởng cũng quan sát hình để quý vị tư vấn cho ba cặp chơi nha. 20 giây. 2, 1, bắt đầu. Ôi dễ thương quá, bốn con nha. Ê, nhớ vị trí của con nha. Bốn góc nha. Bốn góc hơn như màu trắng hay sao? Bốn góc này khó à. Không, có cái đùi, có cái đùi càng màu đỏ. Càng cái đề này càng khó nha. Trời đất ơi. Hết giờ. Đúng ra làm. Đúng rồi, ghép đi, ghép đi, ghép đi, ghép đi. Ghép đi. Đúng ra. Đó, mình bung ra hết luôn. Đúng rồi. Để lên. Cẩn thận kẹo rơi tấm bảng nha.
mình lót cái nào ở dưới đi, mình nhớ con nào nha, con nào ở góc dưới nha. Nhớ nha, đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn nha. Trời ơi anh ơi, cái này ghép chút xíu sao anh ghép lâu quá anh ơi. Anh đừng có để ý đến áp lực tâm lý của các đội trưởng kệ. Ghép chút xíu, gấp 4 góc đã ơi, rớt rồi. Trời ơi, ghép mà còn rớt nữa. Đồng bay à, đồng bạn thì tác biển Đông cũng cạn nha. Đừng có lao quá người ta quán. Vợ chồng ghép rớt, cái tấm bảng bên đây mà ghép lú ra ngoài đường. Ghép lú hả? Được. Đó rồi, hay chưa? Đó rồi, hay chưa, ngã hay chưa? Cẩn thận. Em ghép dưới đất luôn được mà anh. Không sao, làm lại. Anh cầm đi anh Hoàng ơi. Xong rồi vậy Như ơi. Xong. Đội về đầu tiên. Em thấy đội anh Tuấn chơi á, em phát hiện ra. Sao? Anh Tuấn với vợ anh Tuấn chơi ghép hình rất giỏi. Hay quá, thông minh. Thông minh quá. Giỏi quá, lẹ lên. Rớt hết rồi. Sao, bình tĩnh nào. Anh Tuấn cố gắng giữ phong độ nè anh Tuấn. Đội của vợ chồng anh Tuấn đã xuất sắc về chót. Ủa vậy chót rồi đó hả? Dạ, rồi như vậy chúng tôi đã có kết quả rồi mọi người ơi. Rõ ràng là ba đội cũng có sức mạnh ngang bằng nhau, cân tài cân sức lắm. Chúc mừng đội về đầu có được 50 điểm. Đó chính là đội của Sang và Nhi. Dạng vậy, hai hình hai bên hoàn thành với thời gian sát nhau lắm. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ tính theo cái sự ổn định. Bây giờ anh Hoàng phải tính về cái chuyện hả? Người ta té xuống, người ta ráp ở dưới này xong rồi người ta đem lên nó bể một lần nữa, người ta ráp lại một lần nữa, mọi thứ rất nhanh. Điểm đi. Em đánh giá đội này về nhì. Chắc chưa? Dạ chắc. Chắc nghe. Dạ. Đồng ý không ạ? Đâu có cãi được. Dạ. Tại là cha mẹ mà. Dạ, cảm ơn gia đình của anh chị. Như vậy chúng tôi quyết định là với phong độ ổn định và cái tinh thần không chịu khuất phục, không chịu thua. Chúc mừng hai bạn, chúng ta sẽ được 40 điểm. À, anh Tuấn, anh cũng được 30 điểm mà. Ừ. Thôi bây giờ mình đứng đây mình chọn đội trưởng luôn đi. Đúng vậy ạ. Sang và Nhi. Em chọn ai ạ? Tại vì em là một fan hâm mộ của anh ấy. Anh ấy. Ấy ấy, ba anh lần à. Ai ạ, ai ạ, ai ạ. Chọn đi ạ, ai ạ. Dạ, em chọn. Rồi, chơi thiệt. Còn hai bạn về Nhi. Khoan chờ xíu, cho hai bên đây là mặt cảnh xíu. Thì cũng giống như món hàng bị gã giá rồi, gần bị bán. Dạ, em chọn anh Steven Nguyễn. Như vậy là Steven Nguyễn sẽ về chung đội với lại Chế Hôn và Lê Minh. Chúc mừng bạn Hải Triều, bạn sẽ về với gia đình của anh Tuấn. Không sao, Tuấn anh không ơn. Chà, đội hình các thành viên cũng đã đầy đủ rồi. Nhưng mà chưa biết tên của mỗi đội như thế nào đây. Nào đặt tên đi ạ. À. Xin mời đội anh Trịnh Thanh Bình ạ. À. Gia đình hạnh phúc đi được không? Đội gia đình hạnh phúc ạ. Và bây giờ xin mời đội của Steven Nguyễn ạ. À. Thì sau một thời gian hội ý, quyết định là mình chiều theo ý kiến của hai bạn chơi là Cẩm Hường. Bên đây là gì ạ? Dạ thì trong cái khoảng thời gian mà không cần suy nghĩ nhiều á thì là sẽ ra một cái tên là đội số 3 của bộ ba ăn ý. Đội số 3. Rồi rồi đó. Cái này tự em nghĩ ra chứ nãy giờ anh không có nói gì chứ. Thì đúng rồi, nãy giờ có bạn bạc gì đâu. Thì đó có bạn bạc gì đâu. Đặt cái tên rồi, ví dụ về nhất, về nhì, về ba giới thiệu sao? Gia đình của mình có của phải thể hiện đội trang trại đi. Đúng rồi, trang trại, đội nông trại đi. Rồi, đội nông trại đi. Ờ. Dạ ok. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu của chương trình ngày hôm nay, đó chính là Cùng Nghĩ. Vòng 1 Cùng Nghĩ, ba đội chơi sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời 10 câu hỏi kiến thức thuộc 6 chủ đề. Đội về nhất ở phần ghép đội sẽ được chọn chủ đề đầu tiên. Trả lời đúng được 20 điểm và được chọn chủ đề tiếp theo. Trả lời sai bị trừ 10 điểm. MC sẽ đọc câu hỏi tiếp theo ở chủ đề hiện tại. Chọn chủ đề đi ạ. Thể thao ha. Thể thao trước đi. Thể thao đi đó. Chủ đề thể thao, câu hỏi như sau. Tên gọi khác của môn bóng bàn đã được đăng ký độc quyền thương hiệu là gì? Hết. Xin mời ạ. Steven
Ví dụ như mà thì tennis thì gọi là gì đó thì vậy đó. Dạ. Thì bốn em nghĩ bốn bàn là tennis, table tennis hay là dạ. Tennis table gì đó. Tennis table hay table tennis là dạ. Là miễn bàn đó là vâng. Chưa chính xác. Và kết quả đó là ping pong. Oh. Ok. Tiếp tục với câu hỏi về thể thao. Đội bóng Juventus được mệnh danh là gì? A. Gia Phạm Huy ạ. Sao muốn làm lớn chuyện này không? Em xin mình làm nhỏ xuống thôi. Em muốn làm lớn chuyện này không? Mất lượt rồi nha. Nông trại mất lượt rồi. Đội bóng Juventus được mệnh danh là gì? A. Bà đầm già thành Turin. B. Ông già thành Turin. Và C. Cần cần trắng. Hết. Tất nhiên là bà đầm già thành Turin rồi. Cái đó là quá đơn giản. Nói gì nữa, 20 điểm dành cho đội gia đình. Xin mời gia đình hạnh phúc chúng ta chọn chủ đề tiếp theo ạ. Thì cái này tiếp theo thì là chắc là âm nhạc. Trong lời bài hát Con bướm xuân có nhắc đến bao nhiêu loài hoa? A. Nhầm, nhầm, nhầm. 2. B. 3. C. 4. Hết. Hay dữ gì trời. Nhiều nè. Seven. Cẩm thường mình hát đi. Năm đi, hát đi. Bốn. Con bướm xuân, con bướm xuân. Ba. Mai Lan. Hai. Mình Mai Lan gì có. Hòa vui bích. Đó Mai Lan. Hết giờ. Hai. Hai. Mấy. A. À khoan. Đội trưởng quyết định là số 4. 4. Chính xác. 20 điểm. Trời ơi hú hồn. Em sợ quá. Cái đội gì mà 1, 2, 3, 4. Rồi. Tôi mời Cẩm Hường chọn chủ đề. Du lịch đi ha. Câu hỏi du lịch như sau. Đền Taj Mahal ở Ấn Độ là công trình kiến trúc gì? A. Lăng mộ. B. Đền thờ. Và C. Cung điện. Hết. Hay dữ vậy trời. Hey. Và kết quả là đội bạn chọn thì theo như là trí nhớ của mình đó là nhớ mang máng thôi. Trời ơi mấy mốt biết là hãy bấm chuông nha. Câu A. A. Chắc chưa? Dạ chắc. Chắc chưa? Cái nó không cần giải thích nhiều chắc hay không ạ? Chắc ạ. Và đó là kết quả. Chính xác. 20 điểm. Yeah. Nè, Cẩm Hường ơi, mình lựa chọn chủ đề tiếp theo ạ. Chủ đề gì các em? Em phim nghĩ... phim ảnh ha. Dạ. Chủ đề phim ảnh. Câu hỏi như sau. Nhân vật siêu trộm Ru trong phim Kẻ trộm mặt trăng sống chung nhà với bao nhiêu đứa trẻ? A 2 B 3 C 4. Hết. Đáp án của đội em là A. A. 2. Và đáp án chính xác là ba. Là ba đứa trẻ không? Đội Cẩm Hường bị trừ đi 10 điểm. Cũng giờ lắm. Bị trừ điểm. Như vậy là câu này Cẩm Hường trả lời sai nên chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề phim ảnh nhé. Ok. Chuẩn bị. Câu hỏi như sau. Nữ diễn viên Việt Nam nào được gọi với biệt danh là chị 13? Hết. Trời ơi. Sao mà cái chuông này nó kỳ vậy? Cái chuông này không? Và kết quả là hả? Ai ạ? Chị Thu Trang. Quá rõ ràng rồi, chính xác. Yeah. Xin mời đội gia đình hạnh phúc chúng ta lựa chọn chủ đề tiếp theo ạ. Dạ, dạ, từ từ chờ chút xíu, đợi em đợi không thủy đã. Xin mời Trần Thanh Minh. Chờ ẩm thực đi. Thích ẩm thực hả? Dạ. Em tự tin không? Anh thích ăn hả? Thử đi anh. Thử ha. Dạ. Dạ. Câu hỏi như sao? Tỉnh nào nước ta nổi tiếng với món dừa sáp nè? A. Trà Vinh. B. Bình Dương. C. Tây Ninh. Hết. Ủa? Rồi em chọn phương án này, Trà Vinh. Trà Vinh, à. Chính xác, yeah. 20 điểm thuộc về gia đình hạnh phúc. Chọn tiếp ạ. Nếu vậy thôi chọn thể thao tiếp đi. Oh yeah. Gia đình thể thao, văn hóa mà. Xin mời chủ đề thể thao, nội dung câu hỏi như sau. Lý Đức là vận động viên thể dục thể hình nổi tiếng ở hạng cân bao nhiêu? Dạ Phạm Huy ạ. Cẩm Hường là Phạm Huy. A 75kg, B 80kg và C 85kg. Dạ Phạm Huy ạ. Tại vì có bắt được không trả lời được đâu. Thở chuông, thở chuông. Em không mà. Hết, cho có lệ. Xin mời gia đình hạnh phúc trả lời. Hạng cân 75. Là 75. A. A là một đáp án không chính xác. Ta sẽ tiếp tục với chủ đề thể thao. Nội dung như sau. Trong cờ vua, quân cờ nào chỉ đi theo đường chéo? Hết. Ghê thiệt. Dạ, xin mời đội Cẩm Hường. Nhẹ quá ha. Không lại là chắc chắn. Con tượng. Con cua đó em. Không phải đâu, con voi đó em ơi. Con tượng. Chính xác. Yeah. 20 điểm được cộng. Hay quá các em ơi. Xin mời Cẩm Hường chọn chủ đề.
Câu cuối cùng. Ẩm thực. Ẩm thực. Nguyên liệu chính của món bánh rế được làm từ loại khoai gì? A. Khoai mì. B. Khoai lang. C. Khoai môn. Dạ Phạm Huy à, cảm hương Phạm Huy à. Hết. Hay quá. Dạ thôi, em chọn phương án B. Khoai lang. Khoai lang. Tại sao là khoai lang à? Tại em thích ăn khoai lang. Cái gì vậy ông? Cái gì vậy? Dạ, khoai lang, chắc chưa? Dạ. Đáp án chính xác ạ. Yeah. 20 điểm được cộng cho Nông Trại. Anh Hoàng ơi, sau vòng 1 em cảm thấy rất mệt. Đúng, tuy đúng. Nhiên, con số mang về rất là ấn tượng. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái vòng khá là hấp dẫn của chương trình. Đó chính là Cùng Chơi. Vòng 2, cùng chơi. Ba đội sẽ cùng tham gia trò chơi vận động với nhiều chặng khác nhau. Ở mỗi chặng, các đội sẽ cử ra đại diện để tham gia thử thách cùng hai đội còn lại. Mỗi người chiến thắng sẽ mang về cho đội mình 100 điểm. Ở trò chơi này, chúng ta sẽ đến với chặng 1. Chặng 1, mỗi đội sẽ cử ra đúng một thành viên, nhanh tay lẹ mắt và đếm chính xác nhất có thể. Anh, thần kinh phải vững nữa. Đúng rồi. Ví dụ mình đếm như thế này nha. Anh Hoàng đếm đi. Anh Hoàng đếm đi. 1, 2... Nhà anh Hoàng có 3 thành viên phải không? 4, 5, anh Hoàng có con gái không? 6, 5, 7, 8, anh Hoàng, anh Hoàng 9, tên thật là gì? Hoàng Đức Rapper Hoàng. Nguyễn, không, Nguyễn Đức Hải Hoàng. Bao nhiêu số rồi? Dạ. Quên luôn rồi. Quên luôn rồi. Đó, chúng ta phải vừa đếm và vừa phải trả lời, không được im lặng. Và thời gian chỉ có 2 phút thôi. Và chúng ta bắt buộc phải trả lời chân thành và chân thật nhất có thể. Ví dụ như Hải Triều chưa có gia đình mà tôi hỏi có gia đình chưa mà nói có hoài là sẽ bị trừ điểm. Dạ, không được trả lời có hoài được. Okay. Vậy là em không có chơi trò này. Thần kinh em yếu. Rồi, xin mời đội đang cao điểm nhất, đó chính là đội gia đình hạnh phúc sẽ thi trước. Trịnh Thăng Bình. Hai phút bắt đầu. Anh Minh là con trai một hả? Con em một. Nhà mình có 6 người. Không. Ba anh mình đẹp trai không? Mấy rồi anh? 11 rồi. Ba anh mình đẹp trai không? Không. Anh phải đếm ra tiếng á. 4, 15, 16. Mẹ anh mình đẹp gái không? Đẹp. Mẹ anh 45 tuổi không? Không. Thôi đi đi, thôi đi đi. 40. Anh Bình cao nhiêu ạ? 42, 75. Anh Bình nặng nhiêu ký? 4. Ngày sinh của mẹ anh Bình là ngày mấy ạ? 6. 5 tháng 10, 17, 58. Năm bao nhiêu ạ? 59, 64. Mẹ anh? 564 phải là mẹ anh bao nhiêu tuổi? 61. Mẹ nhiêu tuổi? 63. Mẹ anh bao nhiêu tuổi? Tuổi rồi, tính ra là nhiêu tuổi rồi em? 57 tuổi. 57 cái gì? 65, 66. 88 bằng mấy ạ? 67, 68. 88 bằng mấy ạ? 19. 88 hả? 88. 6 lần 8 hay 88? 88. 88. 88 Bình Phương. 8 Bình Phương, 8 Bình Phương, 8 Bình Phương, 8 Bình Phương, 50. 50 là sai rồi đó. 6, 8, 8, 8, 8, 19, 19. 15 giây. 88 mà. 17, 11. 88 nhé. 88 mà. Phải trả lời em. Bình à. 88 là 88. Được rồi. 88 nhiêu? 88 nhiêu? 87 nhiêu ra rồi, 88 ra liền. 89 là nhiêu? 64, 64. 64 đúng rồi, 64 đúng rồi, 64. Hay quá, chào quá. 3, 2, 2, 2, 1, hết giờ. Dạ rồi. Ồ, cần chứ, cần chứ. MC giống như phần thi của MC vậy. Suy nghĩ câu hỏi có không, không thế nào, còn không soạn sẵn câu hỏi có hay không thôi. Còn đó, vậy mới đủ làm khó. Một đàn trai lạnh lùng boy, rất là thông minh ha. Đúng rồi. Bình đếm được bao nhiêu tờ giấy ạ? 73, 74, nếu mà nó lệch thì khoảng tầm 75 thôi. Cho một con số chính xác đi để chúng ta tính sai số. 74 đi ha. Rồi chúng ta vào kiểm tra nè. Em kiểm tra nữa, anh kiểm tra nữa. Rồi đếm lại cộng lại nha. Đừng hỏi em nha. Vâng, wow. Như vậy là sai số chỉ có một tờ thôi quý vị ơi. Vỗ tay. Hay chơi thiệt. Tinh thần thép. Cảm ơn anh Trịnh Thanh Bình. Lạnh lùng đúng là mang về lợi ích cho mình ha. Không, thật ra là nó không phải là do lạnh lùng đâu. Chứ do gì ạ? Mà do mình thông minh á. Do mình thông minh á. Wow. Ghê chưa? Còn tại sao hai đứa mình mãi là MC vậy? Thì chỉ giỏi phá người ta thôi chứ chơi có giỏi nữa đâu. Có cái nét ở đợi đúng không? Đúng rồi. Vâng.
Hường, xin mời đội tiếp theo ạ. À, đội đang có 80 điểm, xin mời đội Cẩm Hường, ai là người sẽ ra đây thi đấu ạ? À? Sau khi quan sát anh Trịnh Hồng Quỳnh chơi, vâng, thì đội Cẩm Hường quyết định cử bạn Hôn ra chơi trò vâng này. Xin mời Hôn lên hôn giấy đi ạ. À, chuẩn bị 2 phút bắt đầu. Nhà em có bao nhiêu người? 4 người. 4 người rồi, ai ai trả lời chơi coi. 2 đếm đi em, đếm ra miệng đi em. Là mẹ ừ, anh chị ừ, 5 6 7 8 9 em, em của em, em hả? 3 ờ, em cao mấy mấy? Em cao mấy mấy? Em cao mấy mấy? 1m67. 1m67 hả? Đội của em có bao nhiêu thành viên kể tên? 400 x 400 bằng mấy? 10. 400 x 400 bằng mấy? 3. Hả? Nhiều. 400 x 400 bằng mấy? 16.000. Ừ, hả? À, chưa chính xác. 6. Chưa chính xác. 1.600. 160.000 lận. Chưa chính xác, trời ơi đi. 400 x 400 mà. 400.000 hay là 400? 400 x 400. 400 x 400, 4424. Ừ. Là 3 2 6 1 160.000. Hết giờ. Rồi, em đếm được nhiêu tờ? 93 tờ. Trời, quá tự tin. Em 40 nha anh Quang. Anh 53 đó. Anh 53 là 93. 93. 93. Trời ơi, chính xác em. Không, ơi. Chưa chính xác. Sao vậy? Tỷ số là 94 kìa thưa quý vị. Anh là 94 tờ giấy rồi. Anh à. Vừa là sai số vẫn là 1. Đừng nói gì, đừng nói gì. Sao gì? Dù tri tao dặn bao nhiêu là bao nhiêu lần rồi. Ai biểu đếm thông minh quá, đếm khùng quá. Đếm cái gì chơi mà xé một tờ của người ta. Tính là 1 tờ, anh là nửa tờ. Sao con nửa tờ, anh này cũng là 2 tờ. Thôi. Ngang ngược thôi, em về chỗ đi. Em đếm đúng mà em đừng. Yeah. Ghê thiệt. Và bây giờ sẽ là đội nông trại. Nông trại. Mời đội nông trại. Không có cần mà phải đưa qua để lại gì hết, hãy chiều nữa. Anh Tuấn lên lên đi. Hỏi tại sao vậy? Nói là anh nhà anh hay đếm tiền lắm. À rồi, nhà đếm ra tiếng nha. 2 3 bắt đầu. 2 dạ, 3 xã anh sinh ngày mấy vậy? 4 xã anh á, bà nữ á, sinh ngày mấy? Tháng mấy? 10 16 94. 16. Ừ, 16 năm, là cái gì? 6, trời, 16 tháng 7, 16 ngày 16. Thế là cái đầy đủ nha. Có vợ 10, gì mà không nhớ hết trơn vậy? Ngày 16 vợ. 2 3 4 à? Đúng rồi, 5 6 7 8 tháng mấy? 9 10 tháng mấy? Tháng 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 6, tháng 6. Năm mấy? Năm 1. 94 1. Âm lịch ngày bao nhiêu? 3. Anh cao mấy mấy trả lời? 1m87. 87. 87 là 1m87. Ông nào 1m87 hả? Cắt ông đứng lên cho bà hàng luôn. Chưa 1m87 nữa. Ờ rồi đó, ông ngon rồi. Rớt hết luôn. 1m87 là bao nhiêu? 1m87 là bao nhiêu? Nè nè nè. Hay quá. Có lần 11. Bây giờ là anh nhà rồi, mấy căn nhà? 13. Nhà anh rộng nhiêu mét vuông? 14. 14 mét vuông hả? À, nhà 14 căn nhà, 14 căn nhà. 14 căn nhà. Anh khoan khoan. Nè, 16, bình tĩnh nè. 17. 7 lần 6 nhiêu? 18. 7 lần 6 nhiêu? Thôi hỏi cái khác đi. 7 lần 6 nhiêu? Ông, trả lời. Chủ nông trại. Còn 20 giây đó. 7 lần 6 nhiêu? 7 lần 6 nhiêu? 18. 18 cái gì là sai? 19. Sai. 20. Nè, 7 lần 6 nhiêu? 7 lần 6 bao nhiêu? 7 lần 6 bao nhiêu? 42. Ờ, giỏi. 8 lần 7 nhiêu? 8 lần 7 nhiêu? Tiếm luôn rồi chứ gì. Trời ơi, cái nào ra cái đó đi. 3 2 1. Hết giờ. Thôi. Thương ông anh đúng ạ. Cái trả lời này nó còn khó hơn à, cái đếm này nữa đó. Cái gì mà ông có 14 căn nhà? Ờ, nó biết nữa. Cao nhiêu 1m87 là thấy tới rồi đó. Cao mà 1m87 là thấy tới rồi đó. Hãy cho chúng tôi biết được con số mà anh đã đếm được. Thì là nhiêu đó đó. Anh trả lời cái đó là ăn hết giấy. Ờ thì là nhiêu đó đó. Ăn đi. Nhiêu đó đó. Ăn đi. Nhiêu à. Ê. Ủa thì đồng đội người ta nguyên nhắc ông chứ. Ông cái gì mà đồng. Một mình anh thi đó. Ê. Đồng đội người ta nguyên nhắc chứ. Trả lời. Trả lời à. Xe lưng lại trả lời. Bao nhiêu? 9. 93. 93. Rồi 93 đi. 93. 93 luôn hả? Bị liệu chứ bên kia rồi chứ. Trong thời gian chúng tôi kiểm tra kết quả thì anh Tuấn cũng đã về với gia đình của mình. Xin được chúc mừng cho chàng trai có 14 căn nhà và cao 1m87 ạ. Và em được phòng máy tua đi tua lại để đếm cho được con số 76 ạ. 76. 76 không? Sai có chút xíu à. Sai có chút xíu à. Dạ. Vậy sao giờ 100 điểm thuộc về ai Như ha? 100 điểm thì chắc chắn là phải thuộc về đội người ta đếm đúng 93 tờ rồi. Xin được chúc mừng cho Cẩm Hương. Được 100 điểm.
Và bây giờ sẽ là chặng 2 tại vòng cùng chơi. Xin mời quý vị hãy sẵn sàng thưởng thức một chặng đua rất là cam go. Và nhiệm vụ của ba đội đó chính là hai thành viên mỗi người một cái nĩa, sau đó đan xen cái nĩa vào với nhau. Đó, móc. Không hợp luôn. Bây giờ nè, mình ráp vô, mình ráp phải, vô. Phải ráp với cái này đó. Phải ráp một chút như nè, chắc chắn nha. Mình múc cái, nó phải múc như nè, mình không được dùng tay nha. Ok, phải đi trứng theo. Gà nè, trứng gà giả nha. Nó tưng dữ lắm á, cẩn thận á. Chứ thiệt là cái bẹp liền á. Nè, đó, theo muốn tên nè, hướng dẫn nè. Đúng đúng hình zig zag nha. Cái quy định của giao thông nha. Đó, mà quan trọng là... Đây đó, dừng lại à. Không, giải bộ chưa đi, giải bộ không chưa, tưởng. Có gì xảy ra đi. Đã, giải bộ chưa có gì xảy ra hết. Đã, là mình được điểm nha. Rớt thì mình làm lại. Đây, hai cái nĩa, nó có hình răng cưa vậy nè. Mọi người muốn đan xen với nó theo cái kiểu nào cũng được, miễn là phải dính vô nhau là được, để thể hiện tinh thần đoàn kết và dính chặt với nhau. Dạ, dạ. Mục tiêu chinh phục của cả ba đội chính là 200 điểm. Và đây chính là cơ hội để nông trại vươn lên nhé. 200 điểm là dữ dội lắm đó nha. 200 điểm là một con số ngoạn mục nha mọi người. Cố gắng lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Đang sang nĩa vào nhau nào. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đó, đội bên Hoàng Sang và Dung Nhi đã di chuyển rồi kia. Đúng rồi, theo hình zig zag nha. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Từ từ, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Từ từ, từ từ, từ từ. Đúng rồi, chậm mà chắc nha. Hãy chiều cố lên. Cẩn thận. Nữ ơi, cố lên. Trời ơi, phải như nữ chơi chứ khá là cũng đỡ ha. Đáng lên, chiều cao, chiều lạc quá bắt sao không kìa. Đúng rồi, xinh xắc, xinh xắc. Quay lại, quay lại, chạy đó. Bỏ đi, nhiều trước lắm. Hay quá. Chạy về, chạy về, chạy về. Cảm ơn, cố lên. Lẹ lên, lẹ lên. Cố đó, lên. Quan trọng là mình phải giữ vững trái chân ra trên nĩa. Đây, đây, cố lên, bất cố lên. Bất cứ thế nào cũng được. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Cố lên, lên, Sang ơi, cố lên Nhi ơi. Bỏ quên, đừng có bỏ quên. Qua, 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 vô. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Chạy, chạy về, chạy lên, chạy về. Phong độ rất tốt, phong độ rất tốt. Đi, 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 đi. Cái này là ở đâu? Nhanh lên, mình di chuyển nhanh, di chuyển đều là nó sẽ không có rớt à. Đúng rồi, mọi người có tiền tinh hơn thầy quá. Vô chạy. Gia đình của con chơi phong độ rất là tốt. Nếu như có tỷ số hòa thì chúng ta sẽ phải vào hiệp phụ. 15 giây cuối cùng. Cố lên. Thôi. Giữ nhịp đi, mình thắng rồi, giữ nhịp đi. 10, 9, 9, 8, giữ nhịp đi, không cần vội đâu, không cần vội đâu. Không cần vội đâu, không cần vội đâu. 5, 4, 3, cố lên, chạy cuối. 1, ok. Hết giờ. Trời ơi, chắc phải làm lớn chuyện này quá. Kêu, bỏ hai cái trứng ra. Hả? Bỏ hai cái trứng ra. Đừng có ăn gian như vậy, đó. 3 trứng luôn. 3 trứng luôn hả Triều? Không còn nữa hết rồi. Chúng ta kiểm tra kết quả nào. Đầu tiên sẽ là kết quả của đội gia đình hạnh phúc. Họ có được 1, 2, 3, 4 và 5 trái trứng ạ. Vâng, đội Cảm Hường 1, 2, 3, 4, 5 trái trứng ạ. Ghê thiệt, 5 luôn hả? Bằng nhau rồi, chắc hiệp phụ quá. Hồi hộp quá. Cái đội mà mọi người không ngờ tới à. Đội nông trại à. Ý là kinh nghiệm chăm sóc không ngờ tới là sao. Cũng như là gà dịch các kiểu. Là ý nói là hay á. Ờ phải nói vậy. 1 2 3 4 và 5. 5 gà 6. Ôi giời. Ngu ngu phải bù có sức khỏe chứ nha. Sao tự nhận mình ngu. Wow, bất ngờ chưa? Rất bất ngờ ạ. Nông trại đã tận dụng được khả năng trồng trọt và chăn nuôi của mình để có được 6 quả trứng và 200 điểm thuộc về họ rồi. Yeah. Wow. Xin chúc mừng nông trại. Nhưng không sao, mọi thứ có thể lật kèo rất là ghê gớm, ngoạn mục. Bởi vì có rất nhiều đội với số điểm thấp nhất nhưng họ về nhất luôn. Đúng vậy, đó chính là cơ hội đến từ vòng cuối cùng được mang tên Cùng Xem.
Vòng 3 cùng xem. Ba đội chơi sẽ trực tiếp theo dõi một tiết mục giải trí tại sân khấu của chương trình. Các đội nhấn chuông giành quyền trả lời 8 câu hỏi liên quan đến phần biểu diễn. Câu trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai bị trừ 30 điểm. Cảm ơn vũ đoàn BK AV. Xin giữ lại ạ. Giữa hai rapper trẻ tuổi tài năng lại để giao lưu cùng với tất cả mọi người. Với bài hát vừa rồi thì mang tên là gì ạ? Dạ, bài hát Kể Anh Nghe của em và bạn Kubos ạ. Kể Anh Nghe thì hai bạn đó chính là Bad Beats và Kubos. Bad Beats giới thiệu đôi chút về mình nào. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Bad Beats. Em là hiện tại đang là một rapper, beatmaker và là singer ạ. Là producer với beatmaker nó có khác hay nó giống nhau? Có liên quan gì tới bartender? No, dạ, ok, etc. Ok, ok. Dạ có, nó giống chữ ơ ạ. Dạ, producer nó khác với beatmaker ở chỗ là producer là người có thể làm người định hướng cả một bài hát. Còn beatmaker chỉ là cái phần nhạc ở dưới, cái phần nhạc ở trong một cái bài hát có cả nhạc và vocal thôi. Dạ, như vậy là bạn chuyên về phần sẽ tạo ra những cái beat nhạc dành cho ca sĩ và cho chính mình. Okay. Còn với Kubos. Kubos. Yeah, xin chào mọi người, em là Kubos, thì hiện tại em là rapper tự do. Dạ, yeah, cảm ơn hai bạn với bài hát vừa rồi. Thì hy vọng là cả ba đội quan sát hết tất cả mọi chi tiết, từ hình ảnh trung thực cho đến âm thanh sống động và ngay cả vấn đề kỹ thuật như mà highlight chẳng hạn. Và cảm ơn hai bạn. Chúc cho hai bạn. Rồi, cảm ơn Bad Beats, cảm ơn Kubos. Tôi hết nổi rồi, bấm không lại. Câu số 1. Bad Beats đi ra sân khấu từ phía nào? Dạ Phạm Huy ạ. Hết à? Long Trại Phạm Huy ạ. Hết. Hết. Xin mời Cẩm Hương. Tay. Nếu từ dưới sân khấu nhìn lên thì phía bên tay trái đi ra. Còn bây giờ chúng ta tính từ trên đây nhìn xuống thì bên phải đi ra.
50 điểm thuộc về Cẩm Hường. Chính xác, chúng ta tính theo chiều của sân khấu. Có phân tích đủ dữ dội. Ghê, để đỡ gian. Đúng rồi, câu số 2 chuẩn bị nghe nha. Vũ công buộc tóc đã làm hành động gì khi bước xuống bục hết? Dạ, xin mời Đông Trại. Rồi đó, tôi bấm rồi đó, còn ai trả lời đi. Còn thấy ghê không? Dạ, hành Vũ động công đi xuống nè. Thì sao không xuống nè? Cô làm gì? Ta mặc ra, áo quá, ta đẹp, đứng đây. À, ta bước rồi. Nhớ rồi. Làm gì à? Vấp té. Làm một cái thôi mà lại gì không? Không, chính xác, Vũ Công đã. À, đúng. Trời ơi. Vũ Công đã hôn gió. Chúng ta bị trừ đi 30 điểm mà. Câu tiếp theo ạ. Bad Beat đã làm hành động bắn tim bao nhiêu lần? Hết. Mày đó, cái dịch trước đâu đó, mày hãy trả lời đi. Dạ thưa, theo sự nhớ của em thì trên 3 lần. 3. Chắc chưa? Chốt. Không chính xác à? 2 lần. Câu tiếp theo, câu này rất là hay nè mọi người. Cool Boss đeo nhẫn ngón nào hết? Cái gì? Làm sao biết được? Ngón cái của tay trái. Để đồng chắc hồ chưa? Chắc chưa? Em chắc. Thua một. Chính xác. 50 điểm cho Cẩm Hương. Có quan sát ha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 5. Hai rapper đã đập tay nhau mấy cái? Dạ Phạm Huy ạ. Chưa nói hết. Em đứng dậy em nói là đại Phạm Huy rồi. Ừ, giỏi lắm. Tự giác lắm. Giỏi lắm bé. Hết. Xin mời Cẩm Hương. Có biết không? Dạ em. Dạ một cái. Đập tay cuối rồi. Cái xong nào chỉ cũng... tay khán giả hết. Cái nào cũng chắc chưa? Là một thôi mà. Nếu mà đập tay á là ra chắc đập cái cuối đập cái là mấy chốt hai cái đúng không? Chốt một cái. Một cái. Không chính xác, hai cái. Cái mới chính xác à? Trời ơi. Trời ơi, xem đúng rồi, bị trừ 30 rồi. Không sao. Câu tiếp theo ạ. Trên màn hình LED, bảng báo hiệu giao thông đã hiện lên số nào đầu tiên hết? Hay dữ vậy. Sao bên đó không ai bấm, mình đây có biết đâu mà bấm được cái nào vậy trời. Em không có ngộ ghê. Biết đâu. Chơi mà sân si quá. Dạ, bấm rồi. Em nghĩ số đẹp đi. Số mấy? 15. 15 đã mang về cho các bạn đáp án không chính xác. Dạ, số 6 ạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 7. Ở động tác chạm tay xuống sàn ở lần đầu của bài hát, nữ vũ công xõa tóc á đã chạm mấy ngón tay xuống sàn? Dạ Phạm Huy à. Chưa nói hết à. Hết. Dạ xin mời gia đình hạnh phúc. Anh nghĩ chắc là 2 ngón à. Và đó là một đáp án chính xác. 50 điểm thuộc về gia đình hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng, câu thứ 8. Trong lời bài rap lúc mà Cu Bố xuất hiện, anh ấy hát là cuộc gọi lúc mấy giờ? Trời ơi. Hết. Nông Trại lúc mấy giờ? Cu Bố xuất hiện. Đang cao điểm nha. Bây giờ. Nửa đêm à? Là 12 giờ chứ. Baby was wrong, gọi anh khi 12 giờ đêm. Chính xác. 50 điểm đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi ở vòng cùng xem. Và kết quả hiện tại của các đội mang về số điểm. Đội về 3, 150 điểm đến từ gia đình hạnh phúc. Chúc mừng các bạn. Vê Nhi cũng rất là cố gắng để nỗ lực vươn lên. Đó chính là tinh thần của những anh nông dân và ngư dân. Chúc mừng Nông Trại 210 điểm về nhất ngày hôm nay. Quá dữ luôn. Con trai của thằng chết. Con trai của thằng chết. Đó chính là 250 điểm thuộc về Hoàng. Anh Hoàng, em hỏi thăm gia đình đó chút xíu. Con trai ơi, nãy giờ con đi đâu mà để gia đình con thua cho tôi vậy? Ủa đâu có thua đâu. À không thắng mấy. Không thắng mấy thôi. Dạ.
ngồi giải ba coi mình lên đi quạo. Ok, em sẽ trao giải ba cho người anh lạnh lùng của em, Cool Boy. Anh về nhất trong lòng em nha anh. Xin được chúc mừng cho đội gia đình hạnh phúc với giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng về ba. Còn giải thưởng dành cho đội về nhì trị giá 5 triệu đồng. Yeah. Xin được chúc mừng cho đội trọng tài. Đội về nhất, đội về nhất không ai khác hơn đội Cẩm Hương. Chúc mừng cả đội. Chưa hết, vẫn còn món quà đến từ nhà tài trợ nữa. Yeah, đúng rồi. Đây, tặng cho các đội chơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah. Tặng cho các đội chơi. Đây, những phần quà rất là thiết thực và cực kỳ phù hợp trong cuộc sống gia đình của mình nha. Trời. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hãy tiếp tục theo dõi bộ ba ăn ý được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải Nam Media thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Cree. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin mời 6 thành viên của gia đình hàng xóm qua búng lô tai Phạm Đình Thái Ngân giúp em. Em đâu có ngán, trời ơi. Xin mời 2 đội trưởng đại diện bay qua hôn minh hạ cái. Ok. Không biết có cái vụ thử thách nào là MC hung Quang Hà không hả?